Xin chào quý vị và các bạn. Gần đây tôi đã đăng một con Omni giải mã, đó là 1800 ngày hôm nay, và đã bán. Và sau khi bán con đấy thì lại đăng thêm một con này nữa để các bác có thể tham khảo. Con này có mã là 1850 và bán với giá 4 triệu. Tại sao? Bởi vì nó cũng có chức năng giải mã, coi nó là một cái đầu giải mã DAC. Ở đây đang test chức năng làm đầu giải mã DAC, xuất âm thanh số 1 âm đi phía dưới. Và ngày mai tôi sẽ test loa đấu trực tiếp vào âm đi này để các bác có thể tham khảo. Video này quay tạm để các bác có thể biết được tình hình sản phẩm. Đề nông giải mã đang chạy đường giải mã đường quang và nút TV DBS. Âm ly này có thiết kế là đánh hai đôi loa chính AB cộng B. Ngoài ra còn có vài cái loa phụ để ghép thành bộ dàn âm thanh vòm xem phim. Nhưng cái tính năng mà tôi vẫn hay nhắn đến các bác, đó nhấn mạnh đến các bác, đó là chức năng giải mã đầu DAC. Ở đây nó có đường preamp ra, xuất âm thanh xuống một cái âm đi phía dưới. Đây tôi đang không đấu loa, đang test chức năng đầu tiên là chức năng giải mã. Âm ly này lắp ráp sản xuất tại Hàn Quốc, điện 100V, số series 5002, công suất là 220W. Hình thức vuông vức, xước sát một vài chỗ là có, hàng bãi zin luôn, vuông vức đẹp. Có hai đường giải mã số 1 và số 2, ngoài ra một có đường xuất âm thanh ra AV, đường giải mã đường quang ra. Đó. Ở đây là đang chạy giải mã xuất xuống âm đi phía dưới anh em nhé, chỉ chạy tín hiệu vào và ra thôi, còn không đấu gì loa. 4 triệu Việt Nam đồng, coi như bán chức năng giải mã 3 triệu đi, còn chức năng âm ly 1 triệu đồng. Ngày mai thì sẽ đấu trực tiếp dì loa cũng như là mở nội thất cho anh em xem. Bởi vì nó cả là chức năng giải mã preamp. Đây anh em có thể vặn cái này là volume và có thể chỉnh âm sắc cho tín hiệu giải mã ra. Các bác bấm vào đây, bát chép đây, bát chép đây và xoay đúng này. Có nghĩa là các bác sẽ có hai tầng chỉnh âm thanh. Một tầng đó là chỉnh âm thanh giải mã bát chép ở trên này, và một tầng chỉnh âm thanh giải mã âm thanh bát chép ở dưới âm ly chính. Nó hay hơn một cái đầu giải mã ở cái này, nghĩa là âm thanh giải mã mà lại chỉnh được cả âm sắc cho cái âm thanh đó. Mà cái đầu giải mã bình thường không bao giờ có được, nó hơn ở chỗ đó. Để làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Go, go, go.